Hello anh em, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cụ Tài Gaming. Mỗi ngày một clip leo rank anh em. Clip ngày hôm nay lên cho anh em con Gotcher thợ săn dạ quỷ. Gotcher thì mới bị nép anh em ạ. À. Nghe nói là mới bị nép. Thì không biết là với cái lượt nép như thế này thì con Gotcher nó còn trong meta hay không. Tôi nghĩ là chắc nó cũng được anh em. Anh em coi clip thì trong like, đăng ký kênh. Rồi mấy ông có mua kim cương, mọi viên ánh sao mong nhắn về fanpage cho tôi. Cảm ơn. Nó nép cái thời gian ngồi chim cuối á. Giờ ăn đầu rồi nó không biến sói chứ hay nó biến cường nhanh như ngày trước nó biến lẹ lắm anh em. Giờ nó biến hơi lâu. Giờ phải 8 giây nó mới biến được một cái anh em. 8 giây mốt. Lâu đó. Giờ không nhanh như ngày xưa nó biến liên tục anh em. Hóa người hóa sói liền tục farm nhanh hơn. Vì đổi dạng á, đổi giữa hai dạng thì nó sẽ farm dễ hơn. Có chiêu, có kỹ năng các kiểu. Lấy bốn cho nó bớt cái chiêu cuối là cái đã. Pin lên trước này, mấy bắt nhau phải pin lên cái nè. Tóc. Không có biến sói anh em mà không có sói để biến anh em, chứ không biến sói là lực này bị ngáo. Lực. Nha, bình thường là mình lụm nó nhanh hơn vậy nữa. Tại vì quá sói lâu quá anh em. Một viên nữa thôi, không được bị khiêu khích anh em. Gà tốt nó khiêu khích mình không đánh vô được thằng Aluket. Xui. Má, một viên nó lụm nó rồi, không đủ đam anh em. Đen. Khó à. Đó, đây là một cái gọi là một cái bằng chứng trước mắt cho mấy ông thấy là cái việc nếp này nó ảnh hưởng khá nhiều đến con bắt chơi vàng đầu. Đúng không? Nếu như mà con bắt chơi những phiên bản trước đấy thì cái pha đó là ít nhất là hai mạng. Đảm bảo anh em luôn, nó biến sói biến người rất là nhanh. Thì cái một chiêu thức nó cơ động hơn, máy giao tranh hơn. À, còn bây giờ giai đoạn đầu thì nó sẽ bị khó đây mà. Nên là con Gotcher này tôi nghĩ em nếp nó khá là gọi là bất ổn dành cho con này anh em. Gotcher đợi biết biết người lâu vãi, đợi đổi dạng á, đổi dạng lâu quá rồi. Anh luôn chơi được không? Ồ, ghê vừa đủ đam anh em, may phết. May phết, may là mình ba thằng đánh một thằng mà nó lẻ, nó lỗi. 3 đánh 1, không chập, không phải lưng 7 điểm số. Anh em có clip nhớ thả một like nha. Xin một like, một nút đăng ký kênh. Rồi mình có một kim cương, một viên ánh sao. Nhắn tin về bạn bay của Tài Gaming. Cảm ơn em rất nhiều. Đây, toàn game này nữa. Đầu game này yếu quá anh em, đầu game này yếu quá. Nhắm ra luôn rồi. Nếp này cũng anh cũng gì quá chứ mít đâu ở đây rồi. Đi phải ra gùi chung thì mới ra được. À, phải kéo nhau ra gùi mới ra được. Xong rồi dắt 5 phân tì. Lộn. Né chiều. À. Né một chiều anh em. Đã dạng sói cao luôn. Đơn giản vậy thôi. Đó. Nói chung thì xử lý thì vẫn được anh em ạ. Cái trình độ của mình xuống cái bậc răng này thì mình nghĩ là mình xử lý nó vẫn ok. Cái con Dodger này nó không còn quá khỏe như cái thời trước đó nè. Cảnh nó cũng cần đồng đội hơn. Còn trước đó là kiểu nó chơi kiểu đi cường. Bây giờ nó cần phải có đồng đội đi cùng. Như nãy giờ mình những cái pha đánh nhau của mình đều có cần có Camilla hoặc là Zack. Anh em thấy không? Đánh phải có đồng đội. Chứ nó khác ngày xưa. Ngày xưa thì chúng đó là chơi kia kiểu má một mình bố bay cân hết. Đúng không? Bắt chơi mấy trước là một mình bố bay cân hết. Còn bây giờ là phải có đồng đội. Chứ không có đồng đội cân không nổi. Đổi dạng chậm quá. Cấp 12 là đổi như cũ nha anh em. Cấp 12 là đổi như cũ mà nó giảm giáp với kháng phép. Ừ. Bắt chơi cấp 12 là giảm giáp với kháng phép. Nhưng mà cái khoảng thời gian hồi chiêu thì nó như cái bản cũ anh em. Trừng phạt hàng này lấy tốc bộ di chuyển mình dí qua này. Đó, mình trừng phạt hàng này anh em. Chạy. Đánh nhau là có anh em. Tăng cho mình kìa. À, Camilla đánh có tâm không? Camilla đánh có tâm không? Đánh nó đứng tăng trụ cho mình cả buổi trời luôn kìa, có tâm không? À, hơi bị có tâm anh em ạ.
Được hết chứ. Má ước gì game nào cũng gặp support như thế này thì còn gì bằng anh em. Quá tuyệt vời. Bên tôi thì đây nó biết không phanh rồi. Được không? Ok, ok. Cảm ơn đánh được. Ok. Đỡ, có cảm ơn đánh đỡ. À, đợi dậy dạng sói luôn anh em, đợi dạng sói luôn. Dạ chạy, à Isia bắn đau quá, Isia bắn đau quá. Isia thốn quá, mở anh tìm bắn hết rồi. Đợi nãy luôn. Anh em đánh giá sao về con có chơi phiên bản này anh em? Anh em có thể comment bên dưới cho tôi biết ha. Thì anh em đánh giá là mạnh hay yếu ha. Tại đó tùy thuộc vào anh em gọi là nhìn nhận thôi. Chứ tôi thì tôi thấy giai đoạn đầu rất là cực. Trước cấp 8 rất là cực nha. Sau cấp 8 thì đỡ đỡ được chút anh em. Nói chung thì vẫn được. Gọi là đánh trong meta được. Khá là ổn áp. Không còn quá mạnh anh em. Còn một mình nó cân được team nữa. Bây giờ đánh nó cần đồng đội hơn. Nói chung mình cân bằng hơn thôi. Không còn quá OB. Khỏe thì vẫn khỏe đấy. Dùng xong là bay qua lụm người. Cam bi nó cover, có dắt cover, đánh được. Cam bi nó dắt cover, toàn tráng không mà chuyển nhiều lắm. Bắn lên ti nè, bắn lên ti nè, bắn lên ti nè, bắn lên ti, mày bắn lên ti hả mày? Đứng đó mày bắn, mày đứng đó mày bắn. Mày bắn hộ cái, mày bắn hộ cái. Mày bắn hộ bố mày cái. Thấy Roger King M3 là biết rồi, King Dry là biết rồi. Là biết thứ dữ đang cầm Roger rồi. Ok chưa? Ok chưa, ok chưa. Gán kiếm cái mà nát xa vẹt anh đi. Mà nát xa vẹt. Mày cái. Tí. Này làm cũng tao thế. 12 đi. Ờ 12 rồi đè. Lên vô tầng cái đi ha. Đó, bây giờ đó là 4 giây anh em. 4 giây mấy ta? 4 giây 1 anh em, 4 giây 1. Bắt đầu là 8 giây thấy không? Cấp độ đầu tiên là 8 giây, bây giờ là 4 giây. Đỡ hơn giảm đi một nửa, đỡ một nửa. Giờ lên thêm giảm đen hồi chiêu là bao nhiêu giây đây? 3 giây 6 nè, 3 giây 6. Sai rồi. Ma nét liền, ma nét liền anh em. Ma nét liền. Ê, sa vẹt nè. Sa vẹt đó. Á, không sa vẹt kia cầm thiên phạt anh em. Cây. Má cây kia cầm thiên phạt chịu. Anh cầm thiên phạt thì biết nói gì giờ. Má cây mất sa vẹt anh em ạ. Là góp chơi vẫn khỏe đúng không anh em? Đó. Cứ ma nét sao vậy thấy khỏe rồi. Qua đó nếu mà kia nó cầm thiên phạt là tôi ăn mạng rồi, nó cầm thiên phạt thì chịu. Má vẫn mạnh quá anh em, vẫn mạnh quá ha, góp chơi vẫn khỏe quá ha. 8 sát rồi sao mà không khỏe được. Cỡ này thì thôi chứ, góp chơi cỡ này thì thôi chứ. Chắc nó có thiên phạt nó ăn mạng dễ quá. Chịu. Mình không có thiên phạt anh em. Có thiên phạt là tôi nghĩ là xa mệt luôn rồi đó. Hơi xui thôi, hơi đen thôi, hơi đen thôi. Đen thôi anh em ạ. Tính dưới nè. Tính dưới cây đi, mã nhiều lắm vậy. Cái gì mày tính dưới vậy ta, nhiều dưới ta.
Này là chó sói cuồng sổ. Gao vàng, gao sư tử. À đâu, gao bạc mấy ông, gao bạc mà hình nó màu vàng. 40% chưa? Mới 20%. 20% chắc cũng chơi. Cứ cầm thiên phạt chế ăn mạng luôn á. Để mở tì biết mà, biết ra đây mở tì mà. Lết lết vô cào ở đây nó đi. Lết lết vô cào ở đây là xong, không có vấn đề đâu. Hai chục mạng. Quyết chưa? Quyết chưa ta? Quyết này giờ quyết chưa ta? Quyết chưa nhỉ? Thôi quyết đi đi, làm nghỉ chơi quá. Quyết game mới nè. Vậy đi cho lẹ, làm biến quá. Tính kiếm xa vẹt đó mà thôi, mình nghĩ lại thôi đi. End đi. End mình còn với clip con khác đúng không? Anh em bấm dùm một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương, một viên ánh sao, nhắn tin về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em nhé. Maniac này, hai chú phát. Quá tuyệt vời. Bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui.